Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 đã tiến thêm một bước dài với những kết quả cụ thể, thuyết phục. Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực cùng các cơ quan chức năng đã quyết liệt đấu tranh, khởi tố, điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng. Cùng với đó là mở rộng phạm vi đấu tranh ra khu vực ngoài nhà nước, đồng thời xây dựng thiết chế chống tham nhũng tiêu cực thông suốt từ trên xuống dưới. Kết quả đem lại rất to lớn và ý nghĩa. Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm 2022 thì có phải nói là chúng ta làm một cách ngày càng quyết liệt hơn. Và vừa qua chúng ta rất mừng là chúng ta đã tập trung là gì vào một số cái hoạt động bên ngoài của các cái doanh nghiệp. Phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh nó cũng như một cái cánh tay nối dài của ban chỉ đạo chúng ta. Đại án Việt Á đã kéo dài suốt 2 năm nay. Trong năm 2022, các cơ quan chức năng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ, xác minh, điều tra, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xử lý dứt điểm các vụ việc. Tính đến nay, Bộ Công an và Công an cả nước đã khởi tố 25 vụ án với 95 bị can. Đáng chú ý là trong đó có 3 ủy viên Trung ương Đảng là cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã bị khởi tố bắt giam. Cùng với đó, hơn 70 người là giám đốc CDC, lãnh đạo, cán bộ y tế các tỉnh, thành và đơn vị trực thuộc cũng đã bị khởi tố bắt giam. Quy mô, tính chất của vụ án Việt Á được đánh giá là chưa từng có trong lịch sử tố tụng. Vụ án xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có 22 bị can bị khởi tố vì tội đưa hối lộ, nhận hối lộ. Trong đó, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng vì tội nhận hối lộ. Mở rộng điều tra vụ chuyến bay giải cứu, ngày 22 tháng 12, Cơ quan An ninh Điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với 3 bị can: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trử Xuân Dũng và Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam, Giám đốc Công ty Cổ phần Vinamichi Phạm Bích Hằng. Như vậy, chỉ tính riêng từ tháng 1 năm 2022 đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều bị can là cán bộ cấp cao, cả đương chức và nghỉ hưu, sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang, đã khởi tố điều tra 15 cán bộ cấp cao thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Trong đó có 4 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng là Bộ trưởng, nguyên Bộ trưởng, Bí thư, nguyên Bí thư Tỉnh ủy. Với nỗ lực và quyết tâm cao, kết quả đó một lần nữa khẳng định công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Cuộc chiến chống tham nhũng của chúng ta đấy là như đồng chí Tổng Bí thư nói, tức là không ngừng không nghỉ, không vùng cấm, và nó tiếp tục phải thắp lên một ngọn lửa trong cái quá trình đấu tranh này. Bởi vì cũng đã nó có lúc là người ta cảm giác như là gì sức ép, rồi có những lúc người ta cảm giác như cần phải dừng lại. Nhưng mà đồng chí Tổng Bí thư đã từng nói đấy, mà khi mà vẫn còn sâu thì đương nhiên chúng ta vẫn phải nhặt sâu. Chứ còn nếu không, chúng ta để tiếp tục sâu lại gặm nhấm thì làm đi mất lòng tin của nhân dân đối với Đảng. Cái điều này đấy là chúng ta đang kiên trì, đang kiên quyết tấn công. Công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm 2022 thì có phải nói là chúng ta làm một cách ngày càng quyết liệt hơn và không ngừng nghỉ. Theo đúng phương châm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Điều đặc biệt là trong năm vừa qua, công cuộc đấu tranh với tham nhũng tiêu cực đã mở rộng phạm vi ra ngoài khu vực nhà nước. Hai ông lớn trên thị trường chứng khoán và bất động sản là Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng đã bị khởi tố bắt giam vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bằng những mánh khóe của mình, hai ông đã chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhà đầu tư. Đặc biệt, vụ án xảy ra ở tập đoàn Vạn Thịnh Phát là một trong những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp chưa từng có. Bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng. Việc khởi tố bắt giam Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng hay Trương Mỹ Lan đã khẳng định một điều rằng bất kỳ ai, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phải hoạt động trong khuôn khổ pháp luật. Việc coi thường kỷ cương, đặt lợi ích doanh nghiệp lên trên cả luật pháp và lợi ích quốc gia
chắc chắn sẽ phải chịu những hình phạt thích đáng. Rồi một số các hoạt động liên quan đến những cái lĩnh vực mà chúng ta tưởng chừng như không bao giờ sở đến thì vừa qua chúng ta đã làm. Và trong năm 2022 thì không những là chúng ta phòng chống tham nhũng tiêu cực trong khu vực công mà còn chuyển cái phòng chống tham nhũng tiêu cực cả sang khu vực tư. Và thể hiện là gì? Là cái việc phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm 2022 thì được cán bộ, đảng viên và nhân dân rất là đồng tình ủng hộ và thấy rằng là cái công cuộc ngày phòng chống tham nhũng này ngày càng làm quyết liệt hơn và làm một cách triệt để hơn. Năm vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Ở đây, khi doanh nghiệp muốn có được những dự án, gói thầu thì tìm mọi cách để chạy trọt, hối lộ. Cơ chế xin cho, những nguồn lợi bất chính đã thôi thúc một số cán bộ tha hóa, biến chất. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã chi đến 43 tỷ đồng để mua chuộc các quan chức, sử dụng quyền lực của họ để trúng và đã trúng 16 gói thầu trang thiết bị y tế và xây lắp trị giá hơn 665 tỷ đồng. Điều cực kỳ nguy hại là từ những cách thức như vậy, sau đó nhiều doanh nghiệp tư nhân trở thành cánh tay đắc lực của cán bộ lãnh đạo, quản lý, được chỉ định tham gia các dự án rồi trở thành sân sau của quan chức. Các sân sau khi đã kiếm được lợi ích sẽ quay lại tài trợ cho các quan chức để chạy lên các chức vụ cao hơn hoặc dùng tiền để tác động vào các chính sách nhằm tiếp tục trục lợi. Việc mở rộng phòng chống tham nhũng tiêu cực ra khu vực ngoài nhà nước là nỗ lực của Đảng trong việc bảo vệ các doanh nghiệp tư nhân chân chính trước các sân trước, sân sau của quan chức, tạo môi trường hoạt động cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp. Chúng ta đã tìm ra được một cái câu chuyện rất quan trọng trong thực hiện. Đó là sự móc nối trong ngoài. Từ câu chuyện là gì, kinh tế, nó móc nối sang chính trị. Và một số cái tổ chức là mang cái danh nghĩa là doanh nghiệp tư nhân, nhưng đằng sau đó lại là sân sau của một số là gì, đồng chí. Cái này là có thật. Và chính vì cái câu chuyện chúng ta đã tìm hiểu được cái thực trạng và nguyên nhân, nó móc xích từ cái kinh tế, nó móc xích từ chính trị và nó làm cho là gì, cái đường lối của chúng ta là sai lệch ngay từ cái khâu là ban hành. Đấy, thì nó dẫn đến cái câu chuyện là gì, đã có móc lối như vậy thì đương nhiên chúng ta phải mở rộng, chúng ta phải chặt ngay từ cái nguyên nhân của nó, đúng không ạ? Bởi vì nó là cái sân sau, nó là cái mà có thể là thông qua cái đó để chúng ta làm sai, thì đương nhiên chúng ta phải mở rộng. Chuyện là tham nhũng thì nếu chỉ nhà nước không thì chúng ta mới chỉ làm được một nửa phần, còn một nửa phần rất lớn từ khối tư nhân, bởi vì tất cả những tài sản tham nhũng và thường thì họ lại giấu, họ lại dưới cái hình thức là ở trong những cái khu vực tư nhân, tức là các cái công ty con, công ty gia đình hoặc là công ty của người thân, hoặc là họ bao che, họ móc ngoặc với những cái công ty tư nhân để trên cơ sở đấy thì những tài sản tham nhũng mới được giấu ở những nơi đấy và ẩn ở những nơi đấy. Trước đây chúng ta mới chỉ xử lý trong cái khối trong nhà nước, nhưng tôi nghĩ như thế là chưa đủ, bởi vì là cái nhà nước khi mà tham nhũng thì họ lại phải có cái cách để họ phải tìm, họ tuồn những cái tài sản mà tham nhũng ra thì và liên kết với ai. Cho nên là cái chuyện đến bây giờ thì đã phát hiện ra, tức là cái sự liên kết của một số cái cán bộ thoái hóa biến chất với các khu vực tư nhân để gì, để trên cơ sở đấy mới có thể tham nhũng được, mà những vụ đấy nó mới rất lớn. Một bước tiến nữa trong công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022. Tại hội nghị Trung ương 5 khóa 13, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đây chính là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Trung ương. Từ đây mà kiên quyết xóa bỏ tình trạng trên nóng dưới lạnh. Chúng ta thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, nó cũng như một cái cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng. Thậm chí chúng ta có thể hình dung là trong những trường hợp mà cái cuộc đấu tranh, cái vấn đề xử lý một vụ việc cụ thể nào đó ở cấp tỉnh mà bị cản trở, bị gây khó khăn, thậm chí là gặp sự chống đối, thì đằng sau đó đã có Ban Chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng. Cái điều đó là vô cùng quan trọng. Nếu không thì rất có thể, rất có cái nguy cơ là nhiều vụ việc sẽ bị bưng bít ở dưới địa phương. Và như vậy thì cái hiệu quả cuộc đấu tranh chống tham nhũng của chúng ta sẽ bị hạn chế. Tạo thành một cái hệ thống từ trên xuống, mà chống tham nhũng là phải từ cơ sở. Và chính vì có tổ chức cái ban phòng chống tham nhũng từ dưới thì nó phải tạo ra xung lực xử lý ngay từ cái khâu đầu và không đùn đẩy trách nhiệm lên phía trên. Nhưng mà tuy nhiên nó nằm trong hệ thống, nó vẫn sự chỉ đạo của ban phòng chống của Trung ương. Thực tế,
trên nóng, dưới đã bớt lạnh khi mà Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực của Hà Nội đã đưa 22 vụ việc, vụ án vào diện tập trung theo dõi chỉ đạo. Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình đưa 3 vụ án, vụ việc cụ thể vào diện theo dõi. Từ khi được thành lập, đi vào hoạt động, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố đã đưa gần 400 vụ án, vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo. Các địa phương đã khởi tố mới 382 vụ án tham nhũng. Việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng chống tham nhũng tiêu cực được ví như một mũi tiến công để loại bỏ tình trạng trên nóng dưới lạnh và hình thành thế trận chống giặc nội xâm vững chắc suốt từ trên xuống dưới. Nhóm cái lò tương tự như lò Bác Trọng ở tất cả 63 tỉnh thành và coi đó là những cái đầu mối phòng chống tham nhũng một cách triệt để để củng cố cái niềm tin của người dân đối với Đảng, đối với nhà nước, niềm tin của người dân đối với cả đội ngũ lãnh đạo là một trong những cái điểm sáng để từng bước được cụ thể hóa ở trong tất cả các cấp ủy Đảng từ trung ương tới địa phương, đưa tới một cái diện mạo mới trong công tác phòng chống tham nhũng. Nó thành một cái tiếng chuông, nó đánh động tất cả mọi người, khẳng định cái sự quyết tâm, cái sự dứt khoát là rất là mạnh tay trong việc là chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, hướng tới là giảm thiểu cái nguy cơ mà cán bộ lãnh đạo quản lý là chủ động trong cái chuyện là lệch chuẩn. Trong năm qua, công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch tài sản có giá trị trên 160.000 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Các cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi gần 16.000 tỷ đồng. Điểm mới là công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực trong năm qua đã và đang quyết liệt và đồng bộ giữa xây và chống, giữa xây dựng hoàn thiện thể chế, bịt kín những kẽ hở, lỗ hổng với việc thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng kết hợp giữa tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán để phát hiện tham nhũng tiêu cực với điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Quyết liệt và đồng bộ giữa kỷ luật đảng với kỷ luật hành chính và xử lý hình sự, quyết liệt đồng bộ từ trung ương đến địa phương. Điểm mới của cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2022 này là chỗ nào? Là vừa gắn cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực với công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Tức là gắn xây với chống, đồng thời với việc chống là việc xây. Tức là việc mà vừa làm một cách quyết liệt công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực. Nhưng mà trung ương cũng ra đồng thời như tôi nói, hai nghị quyết ở hai nghị trung ương để mà làm thế nào xây dựng đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ đảng viên của chúng ta ngày càng vững mạnh, xứng đáng là người đảng viên cộng sản. Những dấu ấn trong công cuộc xây dựng chỉnh đốn đảng năm 2022 là rõ rệt, đột phá và toàn diện. Tuy vậy, vẫn còn đó những khó khăn hạn chế, vẫn có những lỗ hổng về thể chế cần được hoàn thiện. Công cuộc xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng vừa chuyên vẫn chưa đạt được kết quả tương xứng với yêu cầu đặt ra. Trong công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tỷ lệ thu hồi tài sản chưa cao, một bộ phận cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên trong các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng vẫn thiếu tu dưỡng rèn luyện, xa vào chủ nghĩa cá nhân, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Năm 2023 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, hơn nửa nhiệm kỳ sẽ qua. Do vậy, cần hơn hết sự bứt phá, nỗ lực vượt khó, khắc phục hạn chế, phát huy thế mạnh để đem đến những kết quả to lớn hơn nữa, củng cố hơn nữa niềm tin của nhân dân cũng như sức mạnh cầm quyền của Đảng. Chỉ có vậy mới có thể thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững như mục tiêu đã đề ra.